Rồi, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay thì mình đến cửa hàng này để mình thay nhớt cho chiếc Vario 160 của mình. Hôm bữa thì anh em cũng biết rồi, mình đi cái loại nhớt 0W30 này. Hiện tại là mình đi được 2.500 cây rồi. Thì sau thời gian mình trải nghiệm loại nhớt này thì mình đánh giá em nó đâu đó khoảng được 7 điểm thôi. Tại vì nếu mà xét về cái tốc độ bóp thì đối với cái loại nhớt này khá là ok ha. Chạy rất là bóp luôn, ở cái từ 50 đổ lên, 50 km/h đổ lên. Còn về khả năng nóng máy thì mình thấy cái loại nhớt này nó nóng hơn so với dòng Liên Huy anh em nha. Đó. Và thứ ba nữa là về cái độ im của máy. Độ im của máy thì đối với dòng nhớt này thì nó không được im bằng so với Liên Huy, nó hơi ồn một xíu. Ngày hôm nay thì mình định đi cái loại nhớt E1 á. Tại vì mình thấy rất là nhiều anh em đánh giá dòng nhớt E1 đi rất là ok. Nhưng mà hiện tại thì đó cửa hàng này đã hết nhớt E1 rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi cái loại nhớt Thái thử ha. Đây là cái chai nhớt nhớt láp. Thì xe mình hiện tại là hai lần rồi chưa thay nhớt láp, nên là lần thứ ba thì mình sẽ thay nhớt láp ha. Nhớt láp thì thông thường là hai lần nhớt máy thì anh em sẽ thay một lần nhớt láp đó. Còn chai này là chai nhớt full tổng hợp anh em nha, full tổng hợp luôn, 10W30 đó. Đây là cấp nhớt 30 thôi. Em này thì 0.8 lít ha, vừa đủ luôn. Và chai này là như 70.000, còn cái chai này là 290. Ngày hôm nay thì mình sẽ thay nguyên cái combo này anh em nha. Rồi, anh em nào mà thích lòng nhớt Thái thì anh em có thể là sau một thời gian mình đã trải nghiệm xong thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Xe của mình hiện tại là đi được 7.256. Hôm bữa là xe của mình vệ sinh nồi lúc đó là 5.000, khoảng 5.200 á anh em. Và xe mình lại đi 5.000 là nó bị rung ra đầu rồi. Mình vệ sinh lúc 5.200 thì sau khi là mình chạy thêm khoảng 5 đến 600 cây nữa thì bắt đầu nó rung ra đầu trở lại anh em nha. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay đi thay nhớt, mình sẽ xóa cái này để mình đo nhớt lại ha. Cho nên mình không cần phải nhớ. Đó, mình đo nhớt lại. Để khi mà anh em chạy bao nhiêu thì nó sẽ nhảy lên đây, anh em không cần phải nhớ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xả nhớt ra ha, và xem thử cái loại nhớt iBon này mình đi 2.500 rồi nó sẽ như thế nào anh em nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị xả ốc nhớt anh em nha. Ở đây thì mình có mới mua thêm hai cái lông đền nhớt láp, và một cái nữa là lông đền nhấc máy. Hai lông đền này là bên cửa hàng tặng nha các bạn. Còn cái hai lông đền nhấc láp này hồi nãy các bạn cũng nghe đó ha, 50.000 hai con. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái ốc nhấc máy ra cho mình xem cái này nó có bám nhiều cái ấy không, là nó có nhiều bụi mấy mặt kim loại. Đây là cái ốc 500 anh em nha. Đây là những cái mặt kim loại nè, nó sẽ hút vào chỗ cái đầu 500. Đúng không? Nó hút đen lên thôi anh em. Mấy mặt nó là dơ, ảnh hưởng đến máy. Còn đây là nhớt. Nhớt mình đang xả ra nè. Nhớt này mình đi 2.500 cây anh em nhé. Khuyến nghị của dòng iBon thì đi khoảng 3.000. Nhưng mà tầm khoảng 2.500 là mình có thể thay được rồi. Màu vẫn còn ok, mình đi khoảng 500 cây nó vẫn được. Dạ. Tại khuyến nghị của nó 3.000 cây mới thay. Này anh mới đi có 2.500 thôi. Tí nữa mình sẽ đổ ra ly để anh em xem được cái nồng độ của nó còn được khoảng bao nhiêu. Tại vì khi mà mình thay nhớt á anh em, mỗi lần mình siết ốc á thì nó sẽ bị tác động lực á, nên là nó sẽ dẫn đến cái những cái lông đền này nó sẽ bị cong vênh này kia đâu á, nó sẽ không trắng nhớt tốt được. Ha. Nên khi mà mỗi lần anh em thay nhớt hoặc là mỗi lần anh em thay nhớt láp thì anh em có thể thay cho mình một cái con lông đền này. Thay nhớt láp thì nằm ở đây nè. Đó, trước là mình sẽ thay luôn. Đây, thay chai này. Này 70.000. Đó, của Thái luôn. Còn cái chai nhớt E1 đó là của nội địa Nhật. Hiện tại đang hết hàng á, khi nào về. Theo dự kiến thì khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 về hàng lại. Nhưng mà xe mình tới định kỳ thay rồi nên mình phải thay luôn. Chứ không lần này là mình sẽ trải nghiệm nhất E1. Tại rất là nhiều anh em
đánh giá rất là ok. Còn lớp này thì cũng được, lớp này thì mình thấy ít anh em nhắc đến và mình cũng được một vài người bạn giới thiệu loại nhất này, bảo xài cũng rất là ổn. Để rồi hôm nay mình trải nghiệm thử thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái clip sau ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xiết con ốc nhấc máy lại. Bây giờ thì mình sẽ xiết con ốc nhấc máy lại. Đây, xuất nguồn cần lực luôn, vừa đủ lực. Đúng rồi. Rồi. Coi như là công đoạn xả nhất xong đây, anh em phải xem cái nhất nè. 2.500 cây ha. Chung là nó cũng còn khá là ổn á. Đo cái mức hao hụt đúng không? Dạ đúng. Coi còn được bao nhiêu? Không hao hụt luôn. Không hụt miếng nào luôn. Đây anh em có nhìn thấy nè. Không hao hụt miếng nào luôn anh ơi. Không bị hao hụt. Rồi ok. Thông thường thì anh em nếu mà anh em để đi nhớt mà thay mà không có đúng định kỳ á, chạy quá thì nó sẽ bị hao hụt nhớt, dẫn đến tình trạng là nó bị thiếu nhớt. Nên là cái việc mà thay nhớt cho xe thì rất là quan trọng ha. Nhớt lắp này hôm bữa là mình xài cái ly quy anh em nha. Thì đâu đó khoảng hình như là 6.000 rồi đó. Khoảng 5.000 mấy 6.000 mới thay lại. Thì anh em cứ đo là khoảng 2 lần nhấc máy mình thay 1 lần nhấc lắp là ok. Còn vàng ok không? Cái này trừ khi là bị vô nước thôi. Ừ. Cái này nó có thật ngon. Còn bằng khè luôn anh này. Hai con lông đờn. Này là 120 đúng không? Dạ đúng rồi. Lát của anh là 120 vừa đủ luôn. Nói chung là như anh chạy kia là đủ luôn. 800. Nhà 120. Hôm bữa mấy cái tiếp của thằng Liqui nó tới 150 đó anh em. Nên là anh em bơm nhất lắp Liqui là phải chừa lại. Liqui nó một bình nhớ nó cũng 1 lít lần. Còn này lại vừa đủ luôn, 120 với 0.8. Bên đây mình chắc mình đâu có chuyên làm bên nồi xe hả? Dạ, có nồi. Có làm nồi luôn. Chuyên làm nồi thứ nhất. Mình làm từ nồi xiên hay là mình làm nguyên bộ nồi mới luôn? Dạ, nồi xiên. À. Đổ cái ly hả? Dạ, đổ vô ly. Đổ ly lấy gì mình đo hay sao? Dạ, đổ ly. Còn cái này anh để vô chai anh bơm vô, không hết. Không hết đúng không? Dạ, nó bị còn ở trong đó. À. Không có đủ. À mình xong mình bơm vô cống hút. Bơm vô cái ống tiêu. À đúng rồi, cái này cái chai mình đâu có giống như cái lò tiếp đâu mà mình bớt vô được. Dạ. Bây giờ tới công đoạn chích cho nó một mũi anh em.
Ông tim này to như ông tim heo vậy. Rồi bơm vô thôi anh em ơi. Đấy. Hai lần. Rồi. Ngon ngon đến giọt cuối cùng luôn. Rồi mình dùng phần thân lực mình siết lại. Ok. Vậy là xong nhất lát đúng không? Xong rồi nhất lát mình bỏ nước máy mình xong rồi. Rồi bây giờ thì mình qua bên kia mình thay nhấc máy luôn anh em ơi. Đây là chai nhấc máy của Thái Lan. Full luôn nè, full tổng hợp anh em nha. 010W30. Dung tích là 0,8 lít là vừa đủ cho xe Vario 160 luôn. Đây. Đây là loại nhất của Thái Lan ha. Còn nhất E1 là của nội địa Nhật. Hiện tại đang hết hàng rồi, không có trải nghiệm được để chia sẻ cho anh em. Thôi lần này thì mình sẽ đi loại nhất này để mình chia sẻ cho anh em ha. Tại vì mình cũng nghe rất là nhiều anh em bảo nhất này đi khá là ok á. Thôi nói chung là mình trải nghiệm thử để cho anh em tham khảo. Rồi. Anh em nào mà đã từng đi nhất này rồi thì anh em có thể là comment phía bên dưới chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo ha. Thì anh em nào muốn mình cảm nhận lòng nhất này thì hãy theo dõi kênh của mình. Ở video sau thì mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình cho anh em. Rồi, bây giờ đã thay xong rồi đó. Coi như là đã hoàn tất thay nhớt. Anh em nào mà muốn mình trải nghiệm những dòng nhớt nào nữa thì comment phía bên dưới. Có dịp nào đó thì mình sẽ trải nghiệm và chia sẻ cho anh em sau ha. Tổng thiệt hại ngày hôm nay là đâu đó khoảng 360 450 410 anh em. Từ Bình Dương lên Sài Gòn Tân Bình thay nhớt. Rồi ok, coi như là đã xong rồi. Xe cung đầu thì kệ cung đầu đi, nói chung thì cung đầu thì anh em chạy nóng máy là nó sẽ đỡ cung rất là nhiều, thông thường thì nó sẽ bị vào buổi sáng mà anh em mà mới vừa nổ máy lên, anh em không để 1 đến 2 phút đó thì nó sẽ bị xuất hiện tình trạng cung đầu cũng khá là nhiều ha. Xe mình hiện tại là 7256 ha. Thì nãy mình đã set cái không rồi để mình đo. Nhất này thì tầm khoảng bao nhiêu ngàn cây mình thay một lần? Dạ, 1.000 cây anh kiểm tra nhớ một lần. À. Có để cái bảng hướng dẫn cho anh. À, còn cái này là khuyến cáo dùng tới 3.000 thay. À, tức là tới 1.000 cây là mình sẽ kiểm tra. À, kiểm tra cái loại nhớt lại đúng không? Dạ. Tức là tới 8.256 là mình sẽ kiểm tra. Dạ. À, nhưng mà 10.000 không tham cháu thay, tức là 3.000. Ồ. 209 mà tới 3.000 cây là anh em. Ok. Đó. Rồi ok ha. Thì nhất này thì khuyến cáo là 3.000 cây. Xe mình hiện tại là 7.256 rồi, tới 1.000 cây lại đây kiểm tra nhất hay là từ kiểm chất lại đây tụi em kiểm tra cho. Ok. Rồi thì mình đã thay nhớt xong rồi anh em ha. Rồi anh em nào quan tâm về dòng nhớt này thì có thể là đến cửa hàng mình đang thay để tham khảo thêm. Còn anh em nào muốn mình chia sẻ những cảm nhận mình sau khi sử dụng loại nhớt này thì anh em hãy theo dõi kênh của mình ha. Ở video sau thì mình sẽ chia sẻ cho anh em, khi mà mình chạy tầm khoảng 500 cây thì mình sẽ làm một cái video đánh giá cái lòng nhớt này để cho anh em tham khảo ha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé.